quý vị và các bạn đang đến với chương mục Son Sắc Đổi Thay. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta không thể nào phủ nhận việc sở hữu một gương mặt ưa nhìn, một vóc dáng cân đối mang lại rất là nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Và ngày nay với sự phát triển vượt bậc của ngành y học và cũng như là ngành phẫu thuật thẩm mỹ, thì việc sở hữu cho mình một vóc dáng, một gương mặt hoàn hảo là một điều không còn quá xa vời nữa. Và ngày hôm nay để giúp cho quý vị khán giả có cái nhìn tổng quan hơn cũng như là tìm hiểu nhiều hơn về những phương pháp làm đẹp tiên tiến hiện nay, thì anh Thơ xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ vị khách mời của chương trình kỳ này, đó chính là chị Ngọc Hảo, chuyên gia thẩm mỹ, giám đốc của trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Sài Gòn. Dạ, chào chị ạ. Chào anh Thơ, chào quý vị khán giả. Dạ, có lẽ là chúng ta đều rất là quen thuộc với câu nói là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp, đúng không ạ? Chính như vậy mà ngày nay thì có lẽ là chị em phụ nữ cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn, cũng như là mạnh dạn hơn trong việc là tìm đến với lại những cái phương pháp làm đẹp tiên tiến, đặc biệt là tìm đến với phẫu thuật thẩm mỹ để mà cải thiện nhan sắc của mình, đúng không ạ? Phụ nữ chúng ta mà được mang danh là phái đẹp mà. Dạ. Và với cái sự phát triển của xã hội hiện tại thì phụ nữ không còn coi như hồi xưa thì phụ nữ chỉ ở nhà, ở trong bếp, đúng không? Dạ. Bây giờ thì khác rồi, phụ nữ chúng ta cũng có quyền giao tiếp với xã hội, cũng có thể đi gặp mặt bạn bè, thì cái vẻ bề ngoài nó cũng rất là quan trọng. Và cái đó để làm gì? Để cho chúng ta tự tin hơn, vui hơn trong cuộc sống. Dạ, và điều đó cũng giúp chúng ta có được cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Dạ, thưa chị và anh Thân, được biết là hiện nay thì ngành y học cũng như là phẫu thuật thẩm mỹ ở trong nước cũng đã phát triển rất là vượt bậc, không thua kém gì các nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, những cái năm gần đây á, thì cứ một cái cụm từ mà mọi người vẫn thường nhắc đến rất là nhiều, đó là phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc vẫn nổi lên như một xu hướng và được chị em rất là tin tưởng để mà giao phó cái nhan sắc của mình cho các bác sĩ. Không biết là phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc có những cái ưu điểm vượt trội như thế nào mà lại giúp cho chị em phụ nữ tin tưởng như vậy ạ? Vì cái công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc, nói về ở cái khu vực châu Á của mình, thì họ là đất nước phát triển nhất, gần như là đi đầu về cái ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Vì cái nhu cầu làm đẹp của người Hàn Quốc quá lớn, như ở Việt Nam chúng ta thì chủ yếu là phái nữ, họ quan tâm tới phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng ở Hàn Quốc thì ngay cả nam và nữ đều có nhu cầu muốn sử dụng để cải thiện vài nét trên gương mặt của họ. Cho nên vì cái nhu cầu mà phẫu thuật thẩm mỹ ở họ quá lớn, thì bắt buộc cái ngành phẫu thuật thẩm mỹ họ phải nghiên cứu ra làm như thế nào những cái phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ thực sự là nó đơn giản, nhẹ nhàng và nó an toàn, nó tự nhiên. Dạ. Để họ làm gì? Để họ làm đẹp cho chính người dân của họ mà. Dạ. Do vậy đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ ở Việt Nam họ cũng luôn luôn cập nhật những cái xu hướng, những cái phương pháp mới của Hàn Quốc để đáp ứng nhu cầu hiện tại của người dân Việt Nam, vì kỹ thuật của Hàn Quốc thật sự là nó quá tốt. Như chị cũng có chia sẻ là hiện tại cũng có rất là nhiều những trung tâm thẩm mỹ ở Việt Nam cũng liên kết với những bệnh viện, những bác sĩ tại Hàn Quốc để mà có thể chuyển giao công nghệ, cập nhật xu hướng. Thì không biết là cái việc mà cập nhật những cái kỹ thuật mới, những kỹ thuật tiên tiến hơn trong phẫu thuật thẩm mỹ thì thường mang lại những lợi ích nào cho bệnh nhân ạ? Lợi ích lớn nhất là phẫu thuật rất là an toàn, hiệu quả cao, ít sưng bầm hơn, thời gian hậu phẫu ngắn hơn, chúng ta có thể quay trở lại hoạt động bình thường sau khi phẫu thuật. Và một cái điều rất là quan trọng là không để lại sẹo. Dạ. Cái vấn đề mà ai cũng muốn mình đẹp hơn, ai cũng muốn mình cải thiện một chút gì đó, nhưng mà sợ đau. Yeah. Thì cái vấn đề về vô cảm rất là tốt. Ngay cả lúc phẫu thuật và sau khi phẫu thuật, các bạn đều không có cảm giác đau. Vâng ạ. Vậy thưa chị, trong quá trình làm việc của mình á, thì không biết là chị tiếp nhận thường á, là các bạn khi mà tìm đến với kỹ thuật tiên tiến của Hàn Quốc để mà muốn cải thiện cho mình á, thì hay tìm đến với những cái phương pháp cải thiện cái bộ phận nào nhiều nhất ạ? Nếu mà nói tới xu hướng hiện tại thì đối với chị em phụ nữ là họ đều muốn làm một cái gương mặt vi lai. Thật sự cái điều đó nó cũng rất là đơn giản với cái công nghệ hiện tại. Dạ. Mình có thể làm gọn cái gương mặt mình lại. Những cái bạn mà hoàn toàn không có cái cằm thì có thể mình đặt một cái cằm rất là nhỏ bên trong và hoàn toàn không có đường mổ gì hết. Dạ. Bên cạnh đó thì phẫu thuật mũi là cái điều mà rất là nhiều người quan tâm. Tại vì người Việt Nam chúng ta thì đa số là mũi bị thấp, ngay cả nam lẫn nữ. Một cái
Tiếp theo đó là đôi mắt. Tại vì người Việt Nam mình mắt nhìn cũng hơi nhỏ. Anh Thơ có nghe cái phương pháp nhấn mí Hàn Quốc không? À dạ có. Đó là cái phương pháp tối ưu hiện tại, tạo mí đôi mà không cần phẫu thuật. Chúng ta có thể trang điểm bình thường, chúng ta có thể đi dự tiệc ngay buổi tối hôm đó. Nghe rất là hấp dẫn, nhưng chắc có lẽ là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian khác anh Thơ khai thác nhiều hơn về đề tài này. Còn ngày hôm nay thì chúng ta đang nói đến những cái xu hướng làm đẹp của Hàn Quốc, và cũng như là tâm lý như nhu cầu của người dân nước ta như thế nào liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc. Vậy thưa chị, thật ra thì đối với cái đẹp, nó là một cái phạm trù mà bất cứ ai, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ, phái mình được mệnh danh là phái đẹp á, thì cũng đều nên phải chú ý đúng không ạ? Chúng ta đẹp hơn thì chúng ta sẽ tự tin hơn, mà đã tự tin hơn thì chất lượng cuộc sống của chúng ta cũng sẽ được nâng cao hơn. Điều đó là một cái nhu cầu rất là chính đáng. Tuy nhiên, ngày nay với sự phát triển rất là mạnh mẽ của ngành phẫu thuật thẩm mỹ, thì việc mà chúng ta tìm đến với phẫu thuật thẩm mỹ để mang đến cho chúng ta những điều mà chúng ta mong muốn rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Chính vì vậy mà có nhiều người anh Thơ thấy có vẻ là hơi lạm dụng. Thì vậy thì bản thân chị là một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực làm đẹp, bên cạnh đó cũng là một người phụ nữ, thì chị có cái lời khuyên nào liên quan đến việc làm đẹp cho chị em phụ nữ chúng ta hay không ạ? Một cái lời khuyên chân thành như thế này, không có cái gì bằng tự nhiên. Chúng ta chỉ đến với phẫu thuật thẩm mỹ khi thực sự cần thiết thôi. Mình đã gặp một cái trường hợp là một cái bạn đó học về du lịch, học rất giỏi, giao tiếp cũng rất tốt, nhưng vì ngoại hình thôi, trong một cái thời gian rất là dài không xin được việc. Thì đó là những cái trường hợp không phải là mình khuyến khích để làm phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng chúng ta nên phát hiện sớm và làm sớm thì nó tốt hơn. Đối với những người cỡ như chị đi, tuổi ngày một lớn đúng không, thì chúng ta sẽ có những cái sự lão hóa, thì mình có thể chăm chút vô như là mái tóc, cách ăn mặc của mình sao cho phù hợp, chứ không phải chúng ta thay đổi cái gương mặt. Chúng ta phải làm sao cho chúng ta trẻ lại như ngày xưa thì nó không phù hợp nữa rồi. Chúng ta cải thiện một chút gì đó để chúng ta cảm thấy vui hơn. Khi chúng ta nhìn vô gương đừng có thấy nó gọi là gì, một cái từ là xuống cấp quá độ, là đủ rồi. Đừng nên mà lạm dụng, đừng nên làm quá nhiều thì có thể là cái người thân thiết của chúng ta nhận không ra mình nữa, thì lúc đó rất là nguy hiểm đúng không? Còn đối với những cái bạn trẻ thì chị nghĩ những cái nét đẹp tự nhiên chúng ta nên giữ. Chúng ta chỉ sử dụng đến phẫu thuật thẩm mỹ khi đó là cái khiếm khuyết trên gương mặt và nó ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Dạ, và cho anh ta hỏi thêm một câu nữa liên quan đến việc sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Thì khi mà tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, thường là chị sẽ khuyên khách hàng hay là bệnh nhân của mình như thế nào về việc là trước khi tìm đến và sau khi đã sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ để mà mang lại một cái kết quả như mà chúng ta mong muốn hay không ạ? Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm đến những cái nơi uy tín, những cái bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, được Sở Y tế cấp phép hoặc là Bộ Y tế cấp phép về phẫu thuật thẩm mỹ. Và khi chúng ta gặp họ, chúng ta sẽ được tư vấn rất là kỹ trước khi làm. Bác sĩ sẽ chỉ định cho chúng ta cần thiết phải làm cái gì. Và có thể nếu chúng ta có thời gian suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định mình có nên làm hay không. Sau khi làm thì một cái điều quan trọng là các bạn phải tuân theo những cái chỉ định của bác sĩ rồi. Đó là cái điều quan trọng nhất sau khi phẫu thuật. Dạ vâng ạ, ngày hôm nay thì thực sự cảm ơn chị rất là nhiều vì đã dành thời gian đến với chương trình và mang đến cho quý vị khán giả rất là nhiều những thông tin hữu ích liên quan đến việc làm đẹp. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn Thơ và cảm ơn quý vị khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, và như thường lệ, tin vui cho những ai đang có mong muốn được cải thiện gương mặt của mình. Cụ thể đây là tạo một cái gương mặt theo đúng chuẩn V-Line mà đang được rất là nhiều người quan tâm hiện nay. Thì từ nay đến hết tháng 8 năm 2015, Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc Sài Gòn sẽ có chương trình ưu đãi đến 20% trên tổng chi phí để tạo gương mặt V-Line cho chúng ta, chỉ dành riêng cho khán giả của chương trình Hôm nay ta đẹp mà thôi. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết cũng như là để đăng ký thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc Sài Gòn, số 205A, đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là quý vị cũng có thể gọi trực tiếp vào số 0986 070 886.